rồi nha. Đó, rau quần hoa này cho em 25.000. Hoa 25. Rồi một con này sai. Sọc cho đậu phộng. Đậu phộng khách mới cho thông tin bà. Cho thông tin số điện thoại đi, địa chỉ của một dòng nha. Rồi quần này cho em luôn 10.000 size M. Sọc là gì ta? Cái sọc 20 đúng không? Cái sọc caro á. Rồi một cái quần thể thao cho em 20 nè. Rồi một em chân váy nè, size M mang nó vừa luôn. Rồi chân váy trắng này cho em. Trắng. Trắng 20. Quần thể thao mày vừa không? Không. Không vừa mày. Rồi một cái quần ngố cho em nè 10.000. Ngố đen cho em 10. Rồi một cái quần ống rộng cho em nè. Đây con đỏ ống rộng này cho em 35.000. Có giờ đâu mà lấy. Rồi một cái quần Gucci cho em nè. Thể thao Gucci cho em 25.000. Xong. Qua phần này. Rồi một cái chân váy cho em nào có đồ cơ giản nha. Hai lót cho em. Rồi. Chân váy đỏ này cho em luôn 20. Rồi một cái áo nu cho em nè. Rồi lấy nu cho em luôn 25.000. Nu 25. Kiểu xích xích ở đây. Nu 25. Váy đỏ. Váy này là bằng nhung nha, không phải bằng da nha. Nó bạn nó chất nó là bằng co giãn á. Nè. Không phải bằng da. Đậu phộng hồi nãy không có cho thông tin sao chốt cái kia được vậy bà? Nãy giờ chưa chốt cho bà gì hết nha. Ồ con áo này dễ thương quá. Rồi xanh cho em nè. Xanh cho em 20. Rồi xanh 20 cho em phía sau kiểu gì. Rồi một cái chân váy kaki nè. Đó ra cái chân váy kaki này cho em 25.000 luôn. Rồi một cái quần nè. Phía sau nó là bộ chun nha. Rồi cho em 20. Nút 20. Ủa này đại học mà. Mày áo nhóm cái gì. Rồi ai lấy em tặng nha. Chị nào đã đen comment đen em tặng nè. Mày là áo nhóm á. Rồi đen tặng 20 chân phương nè. Rồi ai lấy tặng comment tặng cho em nè.
Rồi một cái khoác kimono cho em đi biển nè. Rồi cho em cái khoác kimono này cho em 25 nghìn. 25. Đang tặng cho chị Dung Nguyễn nè. Có đầm body rút không? Có nhưng mà giờ không biết nằm đâu luôn bạn. Rồi một cái áo cho em nè. Rồi Alex Sumi comment Sumi cho em nha. Rồi con Sumi trắng này cho em 20. Rồi một cái đầm cho em nè. Rồi đầm xanh đuôi cá cho em size M 25 nghìn. Ủa hồi nãy người ta đâu có để riêng mấy đống đầm này đâu ta. Sơ mi trắng. Bà Đậu Phộng ơi, nãy giờ bà không cho tôi thông tin gì trên, tôi đâu có chốt đơn cho bà được đâu. Bà phải cho tôi địa chỉ số điện thoại còn một dòng để tôi mới chốt được nha. Rồi quần này em tặng nha. Rồi ai lấy quần của bên quần tặng nè. Rồi áo này cho em 10 ngàn luôn. Chị nào lấy 2 dây comment 2 dây cho em 10. Tặng quần cho bà Dung Nguyễn nè. Rồi một cái đầm đỏ cho em nè. Không, không, không nha. Cho thông tin địa chỉ đi rồi mới chốt nha. Chứ không có lát nha bạn. Thông tin địa chỉ còn một dòng đi. Qua chấm inbox tôi gửi bill nha. Đủ đơn, đủ 100 rồi tôi đi đơn hết á. Rồi con đỏ ra cho em 25 ngàn luôn. Đỏ 25 ngàn. Rồi chân váy này kiểu ghê luôn á. Rồi lấy chân váy này cho em luôn 35 ngàn nha. Rồi, chân váy 35 ngàn. Rồi một con trắng tay phồng cho em ha. Trắng tay phồng này cho em 20. Rồi một cái quần dập ly cho em nè. 35 ngàn nha. Dập ly kem cho em 35. Rồi một con xanh cho em 20 nè. Xanh 20. Rồi một cái đen cánh dơi cho em 10 nè. Đen lưới nha. Đó, rồi đen cho em 10 nghìn. Bà nào đang xem tương tác lên giùm em cái nha mấy chị. Rồi tiếp cho em nè. Rồi một con sơ mi này cho em luôn 25 ngàn. Đỏ 25 giùm em.
Rồi một con sọ kem nè, size L, rồi 20.000. Rồi một cái set cho em nè. Rồi set cho em luôn 25.000 nha. Không không, set này bị lỗi rồi, set này bị lỗi rồi mấy bạn ơi.